tới cả hai bên hè phố. Đường phố những ngày này vắng vẻ như những ngày Tết, nhưng là sự vắng vẻ mà ai cũng muốn thật nhanh chóng qua đi. Vâng, để sự vắng vẻ này nhanh chóng qua đi thì tất cả chúng ta cần phải đồng lòng chấp hành nghiêm chỉ đạo của chính phủ, không di chuyển trong thời gian này vì hai tuần tới là thời điểm quyết định để khống chế dịch bệnh. Những nỗ lực của chính phủ để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người trong phòng chống dịch COVID-19 cũng đã được các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam ủng hộ và đánh giá cao.